Nishino đã không giấu giếm nói rằng ông sẽ dựa vào bộ khung những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản tại G-League. Hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Ở hiệp 1, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải màn hình nhỏ của pha can thiệp đầu tiên là của Quế Ngọc Hải với một tình huống bật cao và ngay sau đó là tình huống áp sát của Trọng Hoàng. Tốc độ của Văn Toàn. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây chúng ta đã có một cơ hội. Bóng được truyền lên từ Hồng Duy và Văn Toàn đã bắt tốc độ. Đó là điều thú vị mà tôi chờ đợi ở trận đấu này. Đội tuyển Thái Lan mở đầu bằng một đường truyền dài, nhưng gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam trả lời cũng bằng một đường truyền rất nhanh của Hồng Duy ở tuyến dưới và tốc độ của Văn Toàn, người được lựa chọn đá chính trong trận đấu này, phát huy được tác dụng. Cầu thủ đá cánh trái Thiraton đã phạt góc. Pha đẩy bóng ra của Văn Lâm. Chia sẻ lúc này Thái Lan có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở G-League. Người hâm mộ đang sát cánh với đội tuyển. Quả đá phạt cho cao thủ Thái Lan. Trọng tài thổi phạt Quế Ngọc Hải. Pha đi bóng của Titipan, cầu thủ đang chơi tại G-League cho Uita Trinitan. Đội bóng đang xếp thứ 8 G-League. Bóng đập phạt rào. Là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực. Có khoảng trống. Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn xoay sở nhanh và bật vọt rất tốt. Tristan Đỗ là người vừa kịp thời can thiệp. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc từ bên cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đá phạt góc là Đỗ Hùng Dũng. Quả phạt góc bật tốc thấp. Tuyến hai tiếp nghiệp. Rất tiếc là bóng đi quá bổng. Cú đá của Tuấn Anh. Khi mà Tuấn Anh đá với Hùng Dũng giữa sân thì đương nhiên Tuấn Anh sẽ có thể chơi tự do hơn. Còn Hùng Dũng thiên về phòng ngự. Vẫn là cánh trái. Rất may là bóng đi chạy cầu môn. Một tình huống Văn Lâm đã băng ra tuy nhiên không thể đâm bóng. Titipan đã tiếp cận cầu môn. Trong cả hai tình huống tạt bóng liên tiếp vừa qua thì Titipan luôn là người tiếp cận. Nếu như quả tạt bên phía cánh trái, Titipan có phần vào sớm hơn thì ở tình huống cuối cùng, sự nguy hiểm đã có cơ hội xuất hiện trước khung thành của Đặng Văn Lâm. Chu Văn Chốc là người thường xuyên ra sân bên trái hỗ trợ cho Thiraton. Trọng tài đã thổi phạt Duy Mạnh. Pha treo bóng của Thiraton. Đặng Văn Lâm đã bắt được bóng. Thì các hậu vệ Việt Nam, những người nhỏ bé hơn cũng đã thường phải đối mặt với những tình huống tương tự khi đối mặt với các tiền đạo ngoại. Một tình huống nguy hiểm. Lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị, tuy nhiên đó là tình huống mà chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm. Cú đá lên của Văn Lâm đã không được như ý. Một phần lỗi do sân trơn. Chu Văn Chốc. Rất nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên Chu Văn Chốc có pha đi bóng bẻ vào trong và thực hiện tình huống dứt điểm.
đã hơn một lần trong trận đấu này, đội Duy Mạnh bị đối phương có phần qua mặt khi gạt trái bóng vào trong thay vì đi xuống sát được biên ngang. Đây là tình huống mà có lẽ là Duy Mạnh cần phải rút kinh nghiệm. Khoảng trống của phần sân còn lại rõ ràng là không quá lớn và đối phương sẽ không có xu hướng đi xuống biên mà sẽ có nhiều hơn những tình huống bẻ vào trong. Chanathip rất nguy hiểm, vẫn còn liên tiếp những tình huống tạo sức ép. Cầu thủ đang chơi cho Bong Thong. Chúng ta xem lại pha dứt điểm bóp hẹp của Titipan. Đây là cầu thủ rất toàn diện. Nguy hiểm, Chanathip. Bùi Tiến Dũng và một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đặt giày bắn vào, rất nguy hiểm. Liên tiếp những cú sút xa. Hình ảnh sở trường của đội Nhật Bản và Thái Lan trong quá khứ đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Có thể nói là cả 6 cầu thủ đá trên cao nhất của Thái Lan đều có thể sút xa. Từ Suvachok, Titipan. Đường chuyền vào là của Christian Đỗ, không có lối về vị của cầu thủ Thái Lan. Trọng Hoàng đang nằm sân. Sang Pha lần này, ban huấn luyện đội Việt Nam có 3 người đồng hương của ông Quang Sơ cũng chơi cho Lucky Gold Star. Trước khi Kiet Isaac trở thành một ngôi sao lớn của Thái Lan thì Piatto Pion là biểu tượng của bóng đá Thái. Công Phương. Không được. Cú đá là của Hùng Dũng. Trong tình huống này thì Manuel Bia và thủ môn Sivarak đã chơi không ăn ý. Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ công thủ toàn diện, nhưng đá ở đội tuyển anh phải gánh trọng trách phòng ngự nhiều hơn. Giữa Indonesia và Malaysia và lúc này đang có tỷ số là 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia đều thuộc về Beto, trong khi đó bàn gỡ của Malaysia thuộc về Sumare. Nên nhớ là Indonesia thuộc nhóm bốc thăm có thể nói là yếu nhất tại vòng loại World Cup châu Á. Đây mà họ đang dẫn Malaysia. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng bảng đấu này sẽ là rất khó lường. Đột phá chân trái. Cú đá trúng đích. Nó không tạo ra một đột biến quá lớn với tình huống dứt điểm cuối cùng. Đã đi đúng vào vị trí của thủ môn Chivarak. Khi mà Trọng Hoàng đã xong vai trò của mình thì Văn Thanh còn khỏe vào và chúng ta đã phần nào đó đè lại được cánh của đội bạn. Văn Toàn tiếp tục dẫn vào, chuyển ngang, không được, vẫn còn, còn ai, vẫn không được. Công Phượng. Rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn. Trình bóng. Dứt điểm. Rất tinh đâu. Đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phượt của hai người bạn thân, Công Phượng và Văn Toàn. Đã có tiểu xảo nhất định từ Thiraton và ở thời điểm cuối trận, khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dướn của Văn Toàn.
Tôi nghĩ rằng trong tiếng vừa rồi thì Thierry đã chơi bằng tất cả những Subasov. Trận đấu đã có tất cả 17 lỗi. 10 lỗi thuộc về đội chủ nhà. Thierry đánh đầu. Pha dứt điểm của trung vệ cao 1m90 Pasa Hemibun. Có cảm giác là những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan đã giúp cho Đặng Văn Lâm chững chạc hơn, có thể chỉ huy tốt hơn những quả bóng cố định và khống chế tốt hơn những quả bóng bổng. Chọc khe không biết vị, một mình giữa 4-5 cầu thủ, rất đơn độc. Và xử lý của Văn Toàn đơn độc như anh đã hết sức nỗ lực. Một mình giữa 5 cầu thủ đội bạn. Đúng là như cái cách mà Văn Toàn vừa giải thích với đồng đội. Không có ai cả. Không có ai dâng lên đủ nhanh để có thể tạo ra một tình huống phù hợp với số 9. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan vẫn chứng tỏ được kinh nghiệm và sự láo luyện của mình. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu rất căng thẳng và trọng tài đứa phải nhắc nhở bao nhiêu cả hai đội. Bùi Tiến Dũng với nỗ lực ngăn chặn Chanathip Songkrasin. Quả chuyền. Cú sút. Rất đáng tiếc lại bị trượt chân trụ. Đó là Công Phượng. Thời gian vừa qua Công Phượng không được thiếu nhiều ở câu lạc bộ Saint Truiden tại Bỉ. Hết sức đáng tiếc cho một cầu thủ có trình độ và vào sân còn khỏe như Công Phượng. Anh đã dồn lực toàn bộ cho cú đá. Văn Lâm. Góc sút đẹp đi nhiều. Xuất sắc, rất xuất sắc. Rất xuất sắc. Tỷ số vẫn là không đều. Subhachok là người đã có cơ hội ở đúng khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu trên sân Thammasat. Văn Thanh đã có phần chủ quan trong tình huống này. Tình huống băng ra đầu tiên của Văn Lâm là hợp lý. Và ở khoảnh khắc cuối cùng quan trọng nhất, Văn Lâm vẫn đứng đúng chỗ. Rất may cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống có thể nói là hú vía. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì cầu thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Kết quả hòa không đều trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Với đội thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Hết sức nguy hiểm. Cuối cùng thì Văn Lâm đã bắt được bóng. Quả phạt lên. Thẻ vàng dành cho trung vệ của đội Malaysia. Đó là Sarun Sát. Sarun Sát vừa rồi đã phản ứng và lập tức phải nhận thẻ vàng của trọng. Rõ ràng hơn ở những phút tới. Nhờ một pha bóng rất nguy hiểm trước cầu môn của Đặng Văn Lâm. Thêm một sự cảnh báo
cho những gì cần phải gọi là tập trung ở hàng thủ của đội Việt Nam. Không được ở phía trong. Tiếp vào xử lý trọng tài người Iran, Aline Zadian đã căng cờ báo về định. Chúng ta cùng xem lại. Đúng là cầu Việt Nam xuống. Theo David vừa đang theo Văn Hầu có thể nói là rất chặt. Xác định Văn Toàn là cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Tình huống tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam được bắt nguồn từ cú vặn lườn có thể nói là đẳng cấp của Quang Hải. Khoảnh khắc gợi lại cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về ở Bắc Quốc. Cố Hùng Dũng. Một pha hợp để Quang Hải xuất điểm. Hơi thiếu một chút chính xác. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên có những pha bắt vô lê sau những quả phạt của đội. Ý tưởng là không tồi chút nào. Đường truyền của Hùng Dũng hơi cao hơn so với yêu cầu. Quả treo bóng Hùng Dũng. Quả phạt dứt điểm. Của Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Hoàng Anh,
sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UAE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn ông Park Sơ biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi Yusuf Jabe. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Rồi. Tiến lên. Tiến lên. Bắn lên. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng khiến Linh Hoàng Thắng để ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Nhiều những tình huống trước đó chúng ta bám biển, nhưng pha bóng gần nhất, một pha bóng rất bất ngờ, đã có một đường xẻ bóng ở tầm thấp thẳng vào khu trung lộ. Đó là vị trí mà Tiến Linh đã sẵn sàng. Và phần nào đó chúng ta gợi lại tình huống mà Tiến Linh đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu gặp Indonesia. Kinh nghiệm đương nhiên là rất dày dặn, nhưng các cầu thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với ba quan trọng vừa rồi thì không phải là người phản lỗi với Tiến Linh là Abbas. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là Khalifa Muharrab, người đã cặp với Abbas mang áo số 12. Sức ép đè nặng lên ông Vamawic và các học trò. Ngoài việc đá hơn người Việt Nam còn được hưởng quả phạt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sử dụng bản quyền trận đấu đã cung cấp chúng tôi phục vụ khán giả. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm, nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải gần đây Tiến Linh đã trở thành một tay săn bàn lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Đường truyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách vào phòng đội bạn. Một tình huống tổ chức ở góc trái có thể nói là cực kỳ đường nét. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền bao. Đá bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường truyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phòng. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. Ansamsi phối hợp vào Duraman. Ansamsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe. Anh quyết định chốt bóng, tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Vượng. Quá người. Tiếp tục đột phá. Lại là quá người. Tiếp cho cú trả bóng cuối cùng của Công Vượng. Trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Vượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào. Rất lan tỏa. Cú trích mũi phá bóng của Quế Ngọc Hải. Qua người liên tiếp. Rất nguy hiểm. Đã hơn một lần trong những phút đã qua của hiệp hai, chúng ta bị quét ở vị trí của Đoàn Văn Hậu. Rất giống với David Luiz. Mất tốc độ. Công Vượng. Hùng Dũng nào phía trong. Rất hay, vẫn là Công Vượng.
tĩnh của Công Phượng. Vẫn còn không bị bị cú sút ở đóng đinh. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng. Vâng, chúng tôi nói nếu mà tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói chơi chuyện gì được. Công Phượng, Hoàng Phượng, Hoàng Đức đang ở giữa. Tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Sự bối rối của Văn Hoích và những trợ lý rất đông đảo. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ không thể có sự có mặt của Marcus. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chiến sĩ luôn tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng. Vẫn còn. Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Cú vào bóng là của Trần Đăng Thiết. Thế là xin ra. Có mặt rất đúng lúc và can thiệp là của Quế Ngọc Hải. Chúng ta vừa chứng kiến một pha lên bóng rất nhịp nhàng của Thái Lan. Đến lúc này thì trong một trận đấu căng như dây đàn, một số vị trí lão luyện của Thái Lan đã chứng tỏ được. Còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Âm. Đặng Văn Âm đã mang lại rất nhiều. Quang Hải đã bật gốc. Huấn luyện viên Park Seo tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ rằng anh Huy ạ, trong vòng ít phút chúng ta đã phải nhận những quyết định có thể nói là không được rõ ràng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một tình huống mà thủ môn Kawin tự mình gây khó cho mình, bị thất thế. Không vào. Và dứt điểm ở góc quá em. Karabatin đã chơi rất ổn ở bên cánh của mình. Trợ lý trọng tài đã căng giờ báo quý vị. Đó là trợ lý số 2, An Khai Thi. Đoàn Văn Hậu đã xuống hơi sớm hơn so với đường truyền. Chính xác hơn là hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển lên để mà tránh bẫy quý vị hơi chậm. Nhưng miếng chiến thuật này là... Còn trước đối thủ nào hay tỷ số đang là bao nhiêu, toàn đội vẫn có một khối kết dính. Văn Toàn, xử lý, không được. Rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Văn Toàn đã có cơ hội để tung ra cú đá chớp nhoáng. Nhưng Jesus có thể nói là cực kỳ hào hứng trên sân Mỹ Đình. Chúng ta chưa có bàn thắng mở tỷ số, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi có thể nói là rất sống động. Và nếu như may mắn hơn thì có lẽ đã có bàn thắng được công nhận rồi. Có tới 65 lượng khán giả trên sân hôm nay là những thuê bào của Viettel.
Mặc dù trong đó có tới 70% là thuê bao 4G với nhu cầu chia sẻ. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số với lúc này trận đấu đang được phát sóng chính thức trên kênh VTC1 và được rất nhiều kênh truyền hình tiếp sóng. Cùng với đó là các kênh phát thanh VOV1 và VOV2 của đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn công ty Net Media, đơn vị sử dụng quyền trận đấu và nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng. Lần đầu tiên trong trận đấu, Thái Lan có cơ hội để tung ra một cú đá biếng đánh rất quen thuộc của Thái Lan. Đây là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã có khoảng cách xa với đội bạn. Cầu thủ đã đăng trả để cứu thua. Pha bóng cứu thua cuối cùng là của Đoàn Văn Hồng. Bằng sự lạnh lùng của mình, cầu thủ Thái Lan đã đưa trái bóng đến rất gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là pha cản phá của Đặng Văn Lâm. Cú đá trượt tiếp theo. Và tình huống cuối cùng thì Narubatin đã không thể thắng được. Và chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh của Đoàn Văn Hồng. Không hề đơn giản, nếu để bóng nảy lên thì thực sự đã là một quả bóng ngoài sự kiểm soát. Nhưng Đoàn Văn Hồng bắt đúng thời điểm trái bóng đập đất nảy lên. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Park Hang-seo đang ra dấu cho các học trò của mình.